Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này, mình sẽ từng bước để hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu slide infographic bằng phần mềm PowerPoint. Và đây sẽ là sản phẩm sau video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành được nhé. Các bạn sẽ từng bước là lên bố cục cho sản phẩm này, chèn text, chèn màu sắc và chèn các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thực hành nhé. Việc đầu tiên là các bạn sẽ bật cho mình thanh thước và đường căn ở trong phần mềm PowerPoint. Chúng ta vào nhóm lệnh View. Nhóm lệnh Show này các bạn chọn cho mình là Ruler để chúng ta bật thanh thước và Guide để chúng ta bật đường căn. Tiếp tục là chúng ta sẽ thay đổi màu sắc cho hình nền bằng cách là chuột phải vào phần Slide và chọn là Format Background. Các bạn sẽ chọn cho mình trong phần Color này, chúng ta sẽ chọn là Eyedropper. Và chúng ta sẽ chọn một màu sắc ở trong phần Slide. Tiếp tục là các bạn sẽ vào phần Insert, Shape để chúng ta vẽ một hình tròn. Các bạn giữ cho mình phím Ctrl cộng Shift để vẽ ở phía bên trên của chiếc bóng đèn nhé. Chúng ta sẽ vào phần Shape Outline, ấn vào phần No Outline để bỏ đường viền. Tiếp tục là vào Insert, Shape để các bạn vẽ cho mình một hình chữ nhật có điểm góc bo tròn này. Chúng ta sẽ giữ phím Shift và vẽ một đối tượng. Chúng ta sẽ thu nhỏ đối tượng này lại một chút. Các bạn sẽ kéo cho mình cái điểm góc nút bo tròn ở phần màu vàng này để bo cái điểm góc nó hơi nhỏ lại một chút. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào phần Format này, Edit Shape, các bạn chọn cho mình là Edit Point. Chúng ta sẽ có những cái điểm nút màu đen này thì các bạn sẽ kéo về phía bên tay trái cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn ra bên ngoài. Chúng ta sẽ cắt 1/2 của cái đối tượng hình mà chúng ta vừa tạo ra nhé. Các bạn chọn cho mình Insert này, Shape này để chúng ta vẽ một hình chữ nhật. Chúng ta sẽ cắt chọn cái hình này nhé. Để cắt cái hình này thì các bạn sẽ chọn cho mình vào hình bên dưới này trước. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và chọn vào cả hai đối tượng này. Các bạn chọn cho mình là Format, Merge Shape và chọn cho mình là Subtract. Chúng ta sẽ còn lại 1/2 của hình tròn thì các bạn sẽ ấn cho mình tổ hợp phím là Ctrl D để nhân đôi một đối tượng và chúng ta vào Format này, Rotate để chúng ta lật cái đối tượng này về phía bên tay phải. Tiếp tục là các bạn sẽ quét chọn qua tất cả ba đối tượng này. Chúng ta sẽ vào phần Format này, chọn cho mình là Merge Shape. Chúng ta sẽ chọn là Union để hợp nhất cả ba đối tượng lại với nhau. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền và Shape Fill. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái màu sắc cho cái bóng đèn này. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào phần Insert, Shape để chúng ta vẽ một hình bên dưới của phần đế cho cái bóng đèn. Các bạn cũng sẽ vẽ cho mình một hình chữ nhật để chúng ta cắt phần trên. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chọn vào bên dưới này và chọn vào hai đối tượng này. Và chọn vào Merge Shape để chọn Subtract. Chúng ta sẽ còn lại cái phần đáy bên dưới. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền của đối tượng này đi. Và Shape Fill các bạn sẽ chọn cho mình là Eyedropper để chúng ta chọn màu sắc này. Tiếp tục là chúng ta Insert Shape để vẽ tiếp một hình. Các bạn sẽ quét chọn và kéo cái điểm nút này về phía bên phải cho mình. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Các bạn sẽ click chọn vào phần bên trên này để thu ngắn khoảng cách cho đối tượng. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl cộng Shift để nhân đôi thành 3 đối tượng. Và chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chọn tất cả các đối tượng này bằng cách là bỏ đường viền của đối tượng và Shape Fill. Chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc nó sẽ nhạt hơn.
Tiếp tục là chúng ta sẽ vào phần là chọn cái đối tượng này cho mình và chúng ta ấn Ctrl D và các bạn sẽ thu nhỏ lại một chút. Chúng ta sẽ đặt hình này ở phía bên dưới. Shape Fill để chúng ta chọn một sắc độ nó sẽ nhạt hơn. Insert Shape để chúng ta vẽ một hình. Tương tự là chúng ta cũng sẽ bo tròn điểm góc quay lại. Và chúng ta sẽ xoay cái đối tượng này. Các bạn sẽ thu nhỏ, thu ngắn lại cho mình một chút. Chúng ta cũng sẽ loại bỏ đường viền của đối tượng này và các bạn ấn Ctrl D để chúng ta nhân đôi thành đối tượng. Tiếp tục là chúng ta cũng sẽ ấn Ctrl D để xoay dọc đối tượng này xuống dưới. Chúng ta sẽ quét chọn vào phần này. Và vào phần Insert Shape để các bạn vẽ cho mình một hình. Chúng ta sẽ để phần đường viền sẽ dày hơn một chút. Và Shape Fill chúng ta sẽ để là No Fill. Shape Outline chúng ta sẽ để là màu tối. Chúng ta sẽ tăng cái độ dày cho cái đường viền lên và ấn Ctrl D để nhân đôi thành các đối tượng. Ctrl D tiếp. Như vậy là chúng ta sẽ vào phần Insert để tạo ra thêm một cái điểm bóng ở phía bên trên của hình tròn này. Các bạn sẽ hơi quay nghiêng cho đối tượng này. Chọn Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền. Và chúng ta sẽ để cái sắc độ là màu vàng nhưng chúng ta sẽ chuột phải chọn vào phần là Format Shape. Các bạn sẽ ấn cho mình trong phần Color này, chúng ta sẽ chọn giảm cái sắc độ cho màu vàng này xuống. Đó, để chúng ta có một cái điểm bóng cho cái bóng đèn này. Tiếp tục là các bạn sẽ quét chọn qua đối tượng này. Để chúng ta chọn toàn bộ hình bóng đèn nhé, các bạn sẽ chuột phải. Chọn cho mình vào phần là Group để gộp nhóm cho hình bóng đèn này. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có một cái bóng đèn. Tiếp tục là chúng ta sẽ tạo ra cái ngọn lửa ở phía bên dưới bằng cách là các bạn vào Insert Shape vẽ cho mình một hình tam giác nhé. Chúng ta sẽ xoay ngược hình tam giác này lại. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền. Và Insert Shape để chúng ta vẽ một hình có điểm góc bo tròn và các bạn sẽ xoay ngược lại cho mình như này. Chúng ta sẽ cắt phần bên trên của đối tượng này. Các bạn sẽ giữ phím Ctrl và chọn cả hai đối tượng. Mode Shape chọn cho mình là Subtract để chúng ta cắt đi. Và với đối tượng bên dưới này thì các bạn sẽ quét chọn cho mình cả hai đối tượng. Chúng ta sẽ chọn vào phần là Union để hợp nhất cả hai đối tượng này nhé.
Chúng ta sẽ chọn màu sắc cho đối tượng này và vào phần Shape Outline để bỏ đường viền. Chúng ta sẽ ấn Ctrl D để nhân đôi một đối tượng và chuyển về màu vàng cho mình. Ctrl D tiếp và chúng ta chuyển về màu trắng. Như vậy là chúng ta đã có một cái ngọn lửa rồi. Các bạn sẽ quét chọn qua tất cả các đối tượng này và chọn cho mình là group để gộp nhóm các đối tượng này lại. Chúng ta sẽ đặt ở phía bên dưới của hình bóng đèn này. Chúng ta sẽ chọn bóng đèn và đưa vào phần là bring to phone để đưa lên trên nhé. Chúng ta sẽ nhân đôi cái ngọn lửa lên và xoay ngang một chút, thu nhỏ lại. Bring to phone để đưa lên trên. Đó, như vậy là chúng ta đã có phần của bóng đèn này. Và các bạn sẽ quét chọn, chọn cho mình là group để gộp nhóm các đối tượng này lại. Chúng ta sẽ đặt đối tượng này sang một bên. Tiếp theo là các bạn vào phần Insert Shape để vẽ cho mình một hình tròn có điểm góc bo tròn này nhé. Các bạn giữ phím Ctrl cộng Shift. Chúng ta sẽ vào phần Shape Outline để bỏ đường viền đi. Và chúng ta cũng sẽ chọn vào phần Insert này, vẽ cho mình 4 cái thanh dọc. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền và các bạn ấn cho mình là Ctrl D để nhân đôi thành 4 đối tượng. Chúng ta sẽ quét chọn và đổi thành màu vàng này. Chúng ta sẽ căn chỉnh lại cho các đối tượng này. Align Center. Sau khi căn chỉnh xong thì các bạn sẽ chuột phải chọn cho mình là Group để gộp nhóm cả 4 thanh này là một nhé. Chúng ta sẽ căn chỉnh đối tượng này ra giữa và sẽ đưa thanh này vào giữa nhé, bằng cách là căn ra giữa này. Các bạn sẽ chuột phải vào đây, bỏ cho mình vào phần gộp nhóm là Ungroup đi. Chúng ta sẽ xoay để cắt các đối tượng này bằng cách là chọn Format Shape. Trong phần Size and Property này, các bạn chọn cho mình là Size nhé. Chúng ta sẽ xoay cho các thanh này là 45 độ này. Thanh thứ hai các bạn sẽ xoay cho mình là âm 45 độ. Và thanh thứ ba này chúng ta sẽ xoay là 90 độ. Sau khi xoay xong thì các bạn sẽ quét chọn qua tất cả các đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn toàn bộ tất cả các đối tượng này và chọn cho mình là Format này. Merge Shape chọn cho mình là Fragment để phân tách tất cả các đối tượng này ra nhé. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chọn các đối tượng đã được phân tách. Đó, các bạn sẽ đưa ra bên ngoài. Chúng ta sẽ xóa các đối tượng còn lại ở phía bên trong đi. Chúng ta giữ phím Ctrl để chọn các đối tượng còn lại. Chuột phải chọn vào phần là Group và chúng ta sẽ căn chỉnh ra giữa của slide. Chúng ta sẽ bỏ gộp nhóm đi và các bạn sẽ thay đổi lại màu sắc cho các đối tượng này. Shape Fill chọn cho mình là màu sắc. Các bạn sẽ căn chỉnh lại ra giữa cho các đối tượng này. Tiếp tục là chúng ta vào Insert Shape để các bạn sẽ vẽ tiếp cho mình một hình tròn. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một hình tròn quanh các đối tượng này. Các bạn sẽ gộp nhóm và đưa các đối tượng này ra giữa để chúng ta sẽ tiện căn chỉnh hơn. Chúng ta sẽ giảm cái độ trong suốt của cái đối tượng này xuống để chúng ta dễ quan sát hơn.
Tiếp tục là các bạn sẽ quét chọn qua tất cả các đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn vào phần là Format, Merge Shape, các bạn chọn tiếp tục cho mình là Fragment để phân tách các đối tượng nhé. Chúng ta sẽ bỏ đi các đối tượng thừa. Đó. Và đây là chúng ta sẽ tách ra được các đối tượng nhỏ hơn. Tiếp tục là chúng ta vào phần Shape này để các bạn vẽ một hình tam giác. Các bạn ấn Ctrl D để nhân đôi hình tam giác này và xoay ngược xuống cho mình. Chúng ta sẽ gộp nhóm cả hai đối tượng này là một và chúng ta ấn Ctrl D để nhân đôi thành bốn đối tượng và chúng ta sẽ căn chỉnh lại cho nó đều nhau. Các bạn sẽ đặt vào đây và chúng ta sẽ ấn vào từng đối tượng và chúng ta sẽ xoay. Sau khi xoay thì các bạn sẽ bỏ phần gộp nhóm cho các đối tượng này đi. Chúng ta sẽ xóa đi các mũi tên tam giác thừa này. Và với các đối tượng còn lại thì chúng ta sẽ ấn vào phần Merge Shape để Union để hợp nhất các đối tượng. Chúng ta sẽ tiếp tục là vào phần thay đổi màu sắc cho các đối tượng ở đây. Chúng ta sẽ thay đổi màu sắc cho cả đường viền. Chúng ta sẽ ấn vào phần More Color để tăng đậm hơn cho cái sắc độ này. Gộp nhóm cho hai đối tượng này bằng cách là vào Union để hợp nhất một đối tượng. Và chúng ta cũng sẽ thay đổi lại màu sắc cho đối tượng này. Tương tự với các đối tượng còn lại thì chúng ta cũng sẽ thay đổi màu sắc cho đường viền và tăng cái sắc độ lên với cái phần hình mũi tên. Merge Shape Union để chúng ta hợp nhất các đối tượng và thay đổi lại màu sắc cho các đối tượng này.
Sau khi xong thì các bạn sẽ quét chọn toàn bộ tất cả các đối tượng này, chúng ta sẽ kéo dịch lên trên. Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào phần group để phóng to các đối tượng này ra một chút xíu. Chúng ta sẽ quét chọn qua các đối tượng và các bạn ấn cho mình là Ctrl G để gộp nhóm các đối tượng này lại. Tiếp tục là chúng ta vào phần Insert Text Box để chúng ta chèn cái văn bản vào đây. Ở đây các bạn sẽ điền cho mình là số thứ tự là 01 nhé. Chúng ta sẽ thay đổi lại phông chữ cho đối tượng. Chúng ta sẽ căn giữa và phóng lớn lên một chút. Chúng ta sẽ tạo ra một đoạn văn bản để chèn vào đây. Bạn sẽ ấn cho mình là bằng lorem nhé, đóng ngoặc bằng 1 và chúng ta sẽ có một đoạn văn bản để chèn vào đây. Chúng ta sẽ quét chọn và ấn Ctrl G và ấn Ctrl D để nhân đôi các đối tượng này lên bên trên. Tiếp tục là ấn Ctrl D. Thay đổi lại số thứ tự cho các đối tượng này. Chúng ta sẽ đưa hình bóng đèn này vào bên trong của đối tượng này và các bạn sẽ thu nhỏ lại cho mình một chút. Chúng ta sẽ vào phần Insert Shape để chúng ta tạo ra những cái đám mây ở phía bên dưới này. Insert Shape để chúng ta vẽ một cái hình thang. Các bạn sẽ giữ và quét chọn qua tất cả các đối tượng này. Chọn cho mình là Union để hợp nhất các đối tượng và vào phần Format để chúng ta chuyển hết về màu trắng. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền đi. Chúng ta sẽ đưa đối tượng này là Bring to Phone để đưa lên trên. Tiếp tục là chúng ta sẽ tạo ra các hình đám mây cho đối tượng này. Chúng ta cũng sẽ ấn Ctrl D để nhân đôi các đối tượng. Quét chọn qua các đối tượng đám mây này, các bạn sẽ chọn cho mình là Union này. Chúng ta cũng sẽ đổi về màu trắng và Shape Outline để bỏ đường viền đi. Đó, như vậy chúng ta sẽ có những cái đám mây và các bạn sẽ thu nhỏ các kích thước của đám mây lại.
Và cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide. Đầu tiên là với đối tượng trước bóng đèn này, các bạn chọn cho mình là animation này. Chúng ta sẽ chọn là fly in này. Tiếp tục là với hình ảnh đám mây này thì các bạn sẽ chọn cho mình là flash in. Chúng ta sẽ chọn là flash down. Các bạn mở cho mình bảng animation pane. Chúng ta sẽ cài đặt các hiệu ứng này là start with reverse này. Đối tượng này sẽ chọn là start after reverse là xuất hiện sau nhé. Chúng ta sẽ tăng cái độ thời gian cho đối tượng ấy lên. Tiếp tục là với các đối tượng này thì các bạn sẽ chọn cho mình hiệu ứng là zoom nhé. Trong phần effect option chọn là slide center là từ tâm ra ngoài và chọn là flat in này. Tương tự là chúng ta cũng sẽ chọn là start after reverse này. Các bạn chỉ việc là chọn animation pane này và quét chọn định dạng lên các đối tượng tiếp theo. Và như vậy là cái quá trình thiết lập các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide của chúng ta đã xong rồi. Thì sau đây chúng ta ấn F5 và ấn Slide Show để xem lại sản phẩm mà chúng ta vừa thực hành thiết kế nhé. Và như vậy là trong video này, mình đã từng bước để hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu slide infographic bằng phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy bình luận, like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!